Xin chào tất cả phụ huynh và cùng bậc em. Hôm nay thầy sẽ dạy bài tập phát triển năng lực học toán cho học sinh lớp 2. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài tuần 15. Với ba số đã cho, em hãy tạo thành các phép tính đúng theo mẫu. Trong này chúng ta sẽ có là số 90, số 10 và 100. Như vậy là con số 100 là lớn nhất, như vậy là hai con nhỏ này cộng lại thì ra con số lớn này. Rồi tiếp theo, người ta họ cho thêm là yêu cầu là thêm 3 phép tính nữa. Và tổng cộng là 4 phép tính, 2 phép tính cộng và 2 phép tính trừ. Như vậy là phép cộng nó có tính chất giao hoán, có nghĩa là đảo vị trí nó, đây 90 ta cộng 10, xuống dưới này ta ghi 10 trước và 90 sau. Rồi, thì cái tổng nó cũng vẫn là 100. Rồi xuống này ta lấy 100, ta trừ cho 10 thì bằng 90. Và 100 ta trừ cho 90 là bằng 10. Tương tự bên này cũng vậy, hai con nhỏ cộng lại thành con số lớn. Rồi 20 cộng 80 bằng 100. 100 ta trừ cho 20 bằng 80. 100 ta trừ cho 80 bằng 20. Đọc qua bài số 2. 100 ta trừ cho 5. 0 ta trừ cho 5 được, ta lấy 10, 10 ta trừ cho 5 là được 5. 5 ta trả 1. 10 ta trừ cho 1 là bằng 9. 0 ta trừ 5 không được, ta lấy 10, 10 trừ 5 là còn 5. 5 ta trả 1. 9 còn 1 là bằng 10. 10 trừ 10 là bằng 0, 0 thì ta khỏi cần ghi. 0 ta trừ 1 không được, ta lấy 10, 10 trừ 1 cùng 9. 9 ta trả 1. 10 ta trừ cho 1 là bằng 9. 0 ta trừ 9 không được, ta lấy 10, 10 trừ 9 còn 1. Trả 1. 9 là còn 1 là bằng 10, 10 trừ 10 là bằng 0. Đọc qua bài số 3, tìm x. Đây là dấu trừ. Dấu trừ thì nó là một cái hiệu. Đây là số bị trừ, đây là số trừ và đây là hiệu. Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ, ta trừ đi thì hiệu x bằng 12, ta trừ cho 7 còn 5. Bài B đây cũng là tương tự giống bài bên này. Nào, muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ, ta trừ đi hiệu x bằng 15 mà ta trừ cho 9 là còn 6, 16. Bài này cũng tương tự như bài này, muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ, ta trừ đi hiệu x bằng 10, ta trừ cho 7 bằng 3, 3 1, 4 1 là 4 1 5, 10 trừ 5 bằng 5. Chúng ta gặp qua trang tiếp theo. Bài số 4. Số bị trừ hàng trên, số trừ là cái hàng giữa và hiệu là cái hàng cuối cùng. Muốn tìm hiệu, ta lấy số bị trừ, ta trừ số trừ. 38 mà ta trừ cho 19. 8 trừ 9 không được, ta lấy 18 trừ 9 còn 9. 9 trả 1. 1 1 2, 3 trừ 2 còn 1. Tiếp theo, 22 mà ta trừ cho 14. 12 ta trừ cho 4 còn 8. 8 trả 1. 1, 1, 2, 2, 2, 0, 0 là khỏi cần ghi. Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ, ta trừ đi hiệu. 41 ta trừ cho 23. 1 ta trừ 3 không được, ta lấy 11. 11 ta trừ 3 được 8, 8 trả 1. 3 thì còn là 1. Muốn tìm số bị trừ thì ta lấy số trừ này, ta cộng với hiệu. Ta lấy hai cái này cộng lại. 8, 5, 13, viết 3 ra như 1. 5.
Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ, ta trừ đi hiệu, ta lấy 100 ta trừ cho 12. Còn 8 1 8 8. Bài số 5. Vẽ và đặt tên đường thẳng đi qua hai điểm rồi viết vào chỗ chấm. Rồi, người ta đã chấm sẵn cho mình rồi. Yeah. Chấm sẵn cho mình rồi, mình chỉ việc nối hai cái điểm này lại với nhau thôi. Rồi, chúng ta đặt chẳng hạn như đoạn cái đường thẳng này rồi. Xin lỗi. Đường thẳng, đường thẳng. Đường thẳng thì chúng ta phải vẽ ra ngoài một tí xíu. Đoạn thẳng thì chúng ta vẽ vừa tới cái chấm này thôi. Còn cái này là đường thẳng thì chúng ta phải vẽ thêm ra ngoài. Chú ý chữ đường thẳng nha. Như vậy chúng ta sẽ chữ A và chữ B. Vậy là đường thẳng là đường thẳng AB. Rồi tương tự cái bài bên này. Chúng ta nhớ nha, phân biệt đường thẳng và đoạn thẳng nha. Đoạn thẳng là từ dấu chấm này với dấu chấm này là đoạn thẳng. Còn đường thẳng chúng ta phải vẽ dài ra một thêm một chút qua khỏi cái hai dấu chấm đó. Chẳng hạn như là CD. Đường thẳng là đường thẳng CD. Đường thẳng này. Đường thẳng này cũng vậy, chúng ta vẽ ra khỏi cái chấm trầu một khúc. Đó, nó mới ra đường thẳng. Cái này là MN. Và đường thẳng là thẳng là MN. Câu số 6. Bạn Hà có một quyển vở 100 trang. Em có một quyển vở ít hơn quyển vở bạn Hà là 50 trang. Hỏi quyển vở của em có bao nhiêu trang? Ít hơn chúng ta lấy 100 ta trừ cho 50. Số trang quyển vở của em có là. Số trang quyển vở của em có là. Ta lấy 100, ta trừ cho 50 bằng 50 trang. Đáp số 50 trang. Chúng ta qua bài số 7. 45 ta cộng 16. 6 5 11 viết 1 ta nhớ 1. 4 1 5 6 61. 61 ta trừ 18, 1 ta trừ 8 được, ta lấy 11 trừ 8 cùng 3. 301. Còn lại 4. 43 ta trừ 17, 3 ta trừ 7 được, ta lấy 13 trừ 7 cùng 6. 601. 26. 26 ta cộng cho 15. 6 cộng 5 11 viết 1 ta nhớ 1. Đây là 41. 41 ta trừ cho 14, 1 ta trừ 4 không được, ta lấy 11 ta trừ cho 4 là được 7. 701 ngày 27. 27 ta trừ cho 13, 7 ta trừ cho 3 còn 4. 14. 14 ta cộng cho 31, 5 45. 45 ta cộng với lại là 55 thì bằng 100. Chúng ta qua bài B. 15 ta cộng với 70 là bằng 85. Hay nói cách khác là ta lấy 85 ta trừ cho 15 ra 70, hoặc là 85 ta trừ 70 thì ra 15. Ở chỗ này hai con số này cộng lại ra 100, như là ta lấy 100 ta trừ cho 34 thì em ra con số này. 100 ta trừ 34 là 6 614, như vậy là 66. Rồi hai con này cộng lại ra con chỗ này. 73 10 không nhớ 1. 9 10 100. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.